Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cài đặt những hình nền giống như vậy. Đấy, những hình nền giống như vậy lên trên điện thoại. Giờ làm như thế nào? Cái tiên chúng ta tải TikTok trước rồi đúng không? Rồi vào CH Play. Bạn tìm ảnh ảnh trực tiếp TikTok, nó hiện như tiếng Anh này, TikTok World Picture. Nhấn vào có 5 triệu được tải này. Bạn tải thôi, tải nó nhanh lắm. Tải nhanh mà làm gì mà chờ chậm ha. Ok, đã tải xong. Các bạn mở nó. Nãy mạng SIDA một chút. Đây những thứ mà các bạn tải về sẽ lưu ở đây. Nhưng trước tiên các bạn, nếu mà các bạn chưa có tài khoản sẽ không được nhé. Các bạn phải đăng nhập tài khoản cho nó. Đăng nhập bằng Facebook với hoặc là Google. Rồi sau đó bạn bấm chia sẻ. Không cần phải thả tim gì đâu. Qua cái khác đi. Chia sẻ. Nó sẽ có like photo. Các bạn like thấy like photo không? Bấm vào. Nó sẽ tải về. Và các bạn đặt hình nền cho nó. Rồi đã xong, tắt ra. Nay ứng dụng chúng ta tải hồi nãy đây đó. Nay hình nền trên TikTok đơn giản. Chúc các bạn thành công.